Chương trình Một Tách Trà với An Minh xin kính chào quý vị và hân hạnh giới thiệu đến quý vị một vị giáo sư tiến sĩ có nhiều năm dạy ngôn ngữ ở trường Đại học Irvine và trường Cao đẳng Fullerton. Và không những vậy, giáo sư cũng soạn rất là nhiều sách về ngôn ngữ và đồng thời là bộ từ điển tiếng Tây Ban Nha. Và nếu quý vị có thể bổ sung cho tủ sách của mình thì có thể tìm trên trang mạng Amazon. Và đồng thời, giáo sư có rất là nhiều tâm huyết nhiệt tình sinh hoạt trong cộng đồng, trong mọi lĩnh vực nghệ thuật, ngôn ngữ và xã hội. Và cũng như hôm nay giáo sư đến với chúng ta để chúng ta tìm hiểu thêm về vấn đề dạy học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt ở trong các trường đại học và cao đẳng. Xin kính chào giáo sư. Dạ, xin thân mến chào cô An Niên và kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn TV. Vâng, có nhiều lần chắc quý vị cũng giống như An Minh được nghe giáo sư nói trong những chương trình khác đó là giáo sư rất là yêu thích nghề dạy học, sanh ra đã là thích dạy học rồi. Ngày giáo sư còn gọi là còn thở thanh thiếu niên thì giáo sư kể là hay cho kẹo để cho mọi người mấy đứa trẻ ngồi nghe giáo sư dạy học. Thì An Minh mới chợt nghĩ là có lẽ người này định mệnh sinh ra là nghề chọn người này, tức là đã là một thầy từ còn rất là khuynh hướng muốn dạy học làm thầy từ còn nhỏ. Và cho nên bây giờ chúng ta mới có một vị giáo sư dạy ngôn ngữ ở trường đại học và trường cao đẳng. Thưa giáo sư, được biết là cái điều lạ đó là nếu nói giáo sư dạy Việt ngữ hay dạy tiếng Anh hay tiếng Latin hay tiếng Pháp thì An Miên không thấy ngạc nhiên. Nhưng mà An Miên lại thích ngạc nhiên là giáo sư dạy tiếng Tây Ban Nha. Tự vì ở Nam Cali chúng ta đó là cái người mà nói tiếng Tây Ban Nha nhiều lắm. Thì An Miên nghĩ là vậy mà vị này là người gốc Việt mà dạy môn tiếng Tây Ban Nha ở trong trường đại học. Vậy thứ nhất đầu tiên xin hỏi giáo sư là giáo sư bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha từ khi ở Việt Nam hay là khi qua bên này? Dạ, cảm ơn cô. Trước hết là tôi phải xin thưa với quý vị và với cô An Miên là tôi không phải là người duy nhất người Việt mà học tiếng Tây Ban Nha đâu. Tôi biết được ít nhất là hai người khác mà chắc có lẽ là còn bao nhiêu người khác nữa mà tôi không được biết. Thì tôi biết là tôi tốt nghiệp ở trường UCLA về ngành ngôn ngữ học tiếng Tây Ban Nha. Thì sau khi tôi ra trường đó, tôi biết có một cô nào đó cũng Việt Nam, cũng tiếp tục cũng học PhD về tiếng Tây Ban Nha đó, nhưng mà tôi không biết. Tôi biết tới đó thôi, tôi không biết tên cô ấy là gì và hiện giờ chắc là cũng phần lớn là cô đang đi dạy. Một người Việt Nam khác, đây là một anh. Thì tôi biết là trong thời gian tôi dạy ở Cal State Long Beach, tôi biết khi mà tôi về dạy đó thì những người trong khoa đó, những đồng nghiệp của tôi trong khoa nói là ô, có một anh Việt Nam mới tốt nghiệp Masters về tiếng Tây Ban Nha ra trường rồi. Thì đó là tôi biết được hai vị mà tôi nghĩ là thường thường đi học như vậy là đi dạy. Còn quý vị theo dõi đài đây chắc biết là có thể biết là bạn bè, con cái bạn bè của mình cũng có những người Việt học và dạy tiếng Tây Ban Nha. Và trở lại câu hỏi của cô là tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha hồi nào, là tôi học ở Việt Nam, tôi tự học. Tôi tự học vì mình thích ngoại ngữ quá thôi. Thì tôi được biết tiếng Pháp trước, thì tôi mới tò mò qua tiếng Tây Ban Nha. Thì tôi còn nhớ là phải mua sách tự học. Thời đó là thời còn xưa lắm mà học phải bằng cái cassette, phải mua cassette về nghe. Ở Việt Nam thời đó An Miên rất là hiếm nghe ai nói học tiếng Tây Ban Nha. Chỉ nghe nói là tự học Tây Ban cầm, tức là đánh đàn chứ không phải là Tây Ban Nha. Nhưng mà lúc nào cũng có những người đó, cô biết không? Hay tại quá. Sao? Là tại tôi mua cuốn sách cũ để tôi học Tây Ban Nha thì đã có người học cuốn đó rồi, họ ký tên và họ bán lại. Tức là họ đã học rồi. Và đúng là mình vẫn không phải là người duy nhất. Thì lúc đó như tôi nói đó là học bằng cassette mà mua về nó nghèo lắm, thời năm thập niên 80 đó. Kiếm được cái cassette cũ mà về cái máy cassette nó lại hư, thành ra học rất là khổ. Thì hồi đó tôi lựa tiếng Tây Ban Nha vì nó gần tiếng Pháp, thành ra tôi vẫn còn nhớ trong cái cuốn sách mà tiếng Tây Ban Nha họ dạy hay lắm, họ dạy cho người Pháp cái cuốn đó, nó gọi là L'Espagnol sans peine. Nó có một cái loạt như vậy, có tiếng Việt nữa, Le Vietnamien sans peine. Và cái đề đó có nghĩa là học tiếng Tây Ban Nha mà không có khổ cực gì cả. Hay quá. Pen tiếng Pháp có nghĩa là khổ cực hay là công lao gì đó. Thì họ dạy bằng cái cách rất là hay, tức là họ dạy tiếng Tây Ban Nha cho người nói tiếng Pháp. Thì họ ráng họ đưa vào những cái câu tiếng Tây Ban Nha làm sao nó giống tiếng Pháp đến nỗi cái người học là người Pháp đó. Họ không có cảm thấy là họ học một thứ tiếng mới, có nghĩa là có thể là dạy tiếng Việt thì không có làm được chuyện đó. Tôi còn nhớ cái câu đầu tiên đó là như thế này: Alberto va a Paris, tức là anh Albert anh đi Pháp. Nhưng mà cô thấy không, cô không cần biết tiếng gì hết, cô nghe cô cũng đoán được. Đoán. Alberto va a Paris. Thì
Lúc đó tôi biết tiếng Pháp thì tôi nói ô dễ quá, thật ra ở cuốn sách này hay thật, nó là Albert va à Paris trong tiếng Pháp. Thì họ cố tình họ đưa vào những cái câu mà ban đầu nó gần như họ lừa người học. Họ cho thấy là giống lắm nhưng mà từ càng ngày càng học nó hết giống. Nhưng mà cái loạt sách đó nó hay lắm. Quý vị mà nghe theo dõi chúng tôi như hôm nay đó, chắc một trong số quý vị cũng có những người đã từng gặp cái bộ sách đó, họ có đủ hết. L'espagnol sans pain, l'italien sans pain, l'allemand sans pain, le russe sans pain, cái gì cũng sans pain, không có khổ cực gì hết. Nhưng mà qua tuần đầu, hai tuần đầu rồi bắt đầu khổ cực. Và thưa giáo sư, nhân tiện nói về giáo sư giảng dạy cái môn học tiếng Tây Ban Nha ở đây nè, thì thứ nhất là anh Minh muốn hỏi tới là học sinh học tiếng Tây Ban Nha ở đây đa số là người mà có gốc như thế nào, tức là bao nhiêu phần trăm châu Á, bao nhiêu phần trăm châu Âu, bao nhiêu phần trăm của những người học sinh nào mà chọn học ngành đó? Câu hỏi của cô nó rất là thực tế. Thì như thế này, sau khi tôi ra trường đó thì tôi dạy song song hai thứ tiếng, tôi dạy tiếng Việt ở UC Irvine và tôi dạy tiếng Tây Ban Nha, mà ngôn ngữ học tiếng Tây Ban Nha ở Cal State Long Beach. Thì đúng như cô nói là trong các lớp tiếng Việt của tôi á, thì tới 90-mấy% là học trò gốc Việt. Nhưng mà học trò gốc Việt cũng không có nghĩa là phải giỏi tiếng Việt. Khi sanh đẻ ở đây. Sanh đẻ ở đây. Và cái chuyện đó càng ngày nó càng thay đổi. Thì dù hồi xưa tôi mới bắt đầu dạy năm 2000 đó, thì học trò gốc Việt của tôi nói tiếng Việt khá nhiều. Nhưng bây giờ tới năm 2021-22 thì học trò gốc Việt của tôi nói tiếng Việt cũng y như người Mỹ, người Mỹ thôi. Amin gọi là nói tiếng Việt đó, nghe không hiểu gì hết, các cháu không biết tiếng Việt. Ngược lại các lớp tiếng Tây Ban Nha của tôi ở trường Cal State Long Beach hay là những trường khác như hiện giờ tôi đang dạy là Fullerton College thì đa số là gốc, mình gọi là gốc Mỹ Latin. Và trong đó có những em phải nói là nói tiếng Tây Ban Nha còn giỏi hơn ông thầy nữa, lưu loát hơn, lưu loát hơn nhưng mà chưa chắc đã giỏi về văn phạm. Văn phạm là điều tôi dùng để mà xin nói chuyện chữ, dùng chữ cho vui để hù các em. Tức là các em nói rất là lưu loát nhưng mà không biết là tại sao nói như vậy, và sai những cái lỗi về văn phạm. Các em nói theo nghĩa là theo cái kiểu như là hàng ngày vậy, hàng ngày thôi chứ không phải là bài bản. Nhưng mà nghe thì rất là thích. Chà, chứ lúc đó thầy cũng giật mình lắm. Thầy phải sợ mà, mình phải thấy là rõ ràng là cái đó là một cái thực tế là các em nói lưu loát hơn ông thầy, vì ông thầy cho dù gì nữa cũng là người Việt, không thể nào mà nói một cách tự nhiên thuần túy như các em. Nhưng mà cái khác giữa người thầy với người học trò là các em nói mà không có luật lệ. May lắm là nói theo cái kiểu rất là idiomatic, rất là thành ngữ, có đặc ngữ nhưng mà không có rành về văn phạm, hay là viết thì không có viết đúng. Những cái đó là những cái mà thuộc về lợi điểm của tôi. Giống như mấy em ở đây, sanh đẻ ở đây, nhiều khi học tiếng Việt trong gia đình đó là chỉ nói rồi lắp ráp từng từ lại, ráp hầm ba lần hết. Con của tôi ở nhà nói tiếng Việt rất giỏi nhưng mà không biết viết. Không biết mà nói giỏi cũng là hay. Nói giỏi thôi chứ không có viết được. Và thưa giáo sư, về vấn đề tiếng Tây Ban Nha đó, thì như vậy giáo sư nói đa số là người gốc châu Mỹ Latin, thì như vậy là họ đã có một cái lợi điểm phải không giáo sư, tức là đất nước của họ có nói tiếng Tây Ban Nha. Phần lớn là không phải họ từ nước đó qua, nhưng mà họ lớn lên trong gia đình nói tiếng Tây Ban Nha. Tức là họ ở đây, chúng ta ở trong ngành giáo dục họ, chúng tôi có một cái thuật ngữ cho loại học sinh đó kêu là heritage speakers. Heritage speakers tức là những em nói thứ tiếng đó là do cha mẹ truyền lại, như con cháu của chúng ta như vậy. Heritage speakers, thành đã nói thôi chứ còn viết là không có. Nhưng mà cô để ý đi, mình vào trường mình học mà cứ nhấn mạnh á, dĩ nhiên là nói nhưng mà cũng nhấn mạnh viết lắm, quan trọng viết rồi văn phạm. Ví dụ như thi trong lớp nguyên một mùa học á, thi viết nhiều hơn là thi nói. Trong lớp của tôi á, thi nói có hai lần thôi, là midterm thi một lần nói và final thi một lần nói. Nhưng mà trải dài trong cái khóa đó là toàn là thi viết không à. Thành ra rốt cuộc viết cũng rất là quan trọng. Cái đó là cái chỗ mấy em kẹt đó. Thưa giáo sư, có phải tiếng Tây Ban Nha đó, Spanish, tức là người Mexico, người Mỹ đó, họ cũng dùng cái tiếng đó luôn hay là có gì khác không ạ? Dạ, vừa giống và vừa khác. Cô đặt một câu hỏi và nhân đó tôi cũng sẽ xin
nói cho nó rõ là ở đây mình thường nói là nói tiếng Mẻ. Dạ vâng, anh em cứ nghe vậy đó nhỉ. Nói tiếng Mẻ, nếu mình dùng chữ đó thì cũng khác gì mình nói là nói tiếng Mỹ. Nhưng người ta nói không có cái thứ tiếng nào là tiếng Mỹ cả, mình có tiếng Anh thôi. Phải không ạ? Dạ đó. Thành ra mình nói người Mỹ nhưng mà phải nói tiếng Anh. Thì mình phân biệt là British English là tiếng Anh ở bên Anh, hoặc là American English là tiếng Anh ở Mỹ, chứ không có tiếng Mỹ. Thì ngược lại, và cũng là cùng với cái ý đó, không có tiếng Mẻ mà chỉ có tiếng Tây Ban Nha nói ở Mẻ. Tức là nếu mình nói theo tiếng Anh thì gọi là Mexican Spanish. Và nhân tiện là chúng ta cũng nên biết là có 20 quốc gia và một lãnh thổ dùng tiếng Tây Ban Nha như là ngôn ngữ chính thức. 20 quốc gia đó cộng với một lãnh thổ, và lãnh thổ đó là Puerto Rico, tức là thuộc về Mỹ. Nhưng mà về mặt văn hóa ngôn ngữ thì Puerto Rico phải kể là một nước, tại vì họ có riêng lắm. Ngay cả họ không được bầu tổng thống, cô biết không? Họ không được bầu tổng thống Mỹ nha. Họ được bầu những không có quyền lợi làm công dân Mỹ. Họ là công dân Mỹ. Công dân Mỹ nhưng không được cái không đó. Không được bầu tổng thống Mỹ. Bất công thế. Thành ra họ cứ đòi ly khai hoài là vậy. Vâng, phải ly khai đi chứ. Dạ thưa giáo sư, là như thế này. Nãy vấn đề chúng ta ở nước Mỹ mà nói tiếng Anh, giống như ở nước Úc nói tiếng Anh, nhưng mà Amin thì biết một vài người nói tiếng Anh thì giọng Anh phải nói rất là hay, rất là chuẩn. Amin thường hay so sánh á, giọng người Anh nói tiếng Anh đó giống như người miền Bắc nói tiếng Việt. Amin so sánh thôi nha. Rồi bên người Úc á nói tiếng Anh giống như là người Trung nói tiếng Việt. Và người Mỹ nói tiếng Anh đó thì giống như người miền Nam. Amin hay nói như vậy cho các con dễ nhớ, bởi vì khi mà Amin thì hay đi về Úc, phải nói là Amin cũng là người có quốc tịch Úc nữa. Vâng, song tịch. Song tịch. Amin có quốc tịch Úc trước khi có quốc tịch Mỹ. Thì thời gian ở Úc vài năm á thì Amin thấy là có nhiều học hỏi lắm. Người Úc đầu tiên nghe thì khó nghe, nhưng mà sau khi nghe rồi lại thấy hay. Giống như Amin rất thích tiếng Trung và tiếng Huế. Nhưng mà có những cái đặc điểm mà chúng ta nên phân biệt. Chẳng hạn như qua nước Úc mà quý vị ăn thừa đồ ăn mà muốn mang đi á, đừng có nói to go. Hãy nói to go đó là mấy người trong nhà hàng sẽ bỏ vô thùng rác. Mà phải nói là take away. Đó, cái đó là gặp nhau chào dễ thương lắm. Hello mate. Dùng chữ mate đại khái. Mà cái chữ mate thời đó là mình không có thích lắm, nhưng mà tự nhiên qua đó nó thân thiện. Nhưng mà bây giờ quay trở lại về tiếng tiếng giống như là Tây Ban Nha mà người Mẽ nói. Tại vì chúng ta ở Nam Cali là chúng ta tiếp xúc rất là nhiều người Mẽ xung quanh, rất là thân thiện. Amin cũng thích cái ngôn ngữ này lắm, mà Amin chỉ sợ nó khó thôi. Và câu hỏi Amin là nó có khó không ạ? Khó hay không tùy người đối diện. Nhưng mà để xin thưa với quý vị và cô Amin như thế này. Thì trong cái thế giới mà nói tiếng Tây Ban Nha đó, có một cái tên chung nó kêu là Castellano. Castellano là tại vì cái tiếng đó nó xuất phát từ cái vùng Castilla, là một cái vùng lớn ở nước Tây Ban Nha. Amin có Castilla, thành ra cái tên chung là Castellano. Tuy vậy cái chữ Castellano nó không có thông dụng bằng cái chữ Espanol. Nhiều người biết cái chữ Espanol hơn. Thành ra tiếng ở bên Tây Ban Nha, tức là España đó, họ thích dùng chữ Castellano. Nhưng mà bên nước Mỹ và châu Mỹ Latin thì họ thích chữ chữ Espanol. Mặc dù nhiều nước vẫn dùng Castellano. Thành ra họ phân biệt như thế này. Nếu tiếng Tây Ban Nha mà ở ngay nước Tây Ban Nha đó, là cái mẫu quốc đó, thì họ gọi là Espanol Peninsular. Peninsular là bán đảo. Chúng ta biết cái bán đảo mà Iberia đó, nó có hai nước là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thì hễ mà nói là Espanol Peninsular thì mình biết là nước Tây Ban Nha nói ở chính quốc, ở cái bán đảo Iberia. Xong rồi nếu qua Mễ như cô nói thì phải là Espanol Mexicano. Nếu mà qua Cuba thì thành Espanol Cubano. Nếu mà qua Á Căn Đình thì Espanol Argentino. Rồi mình cứ nói như thế cho đến 20 nước. 21 nước nói tiếng Tây Ban Nha. Như vậy thì ở Puerto Rico là như thế nào? Español Puerto Riqueño. Thành ra tới 21 cái loại tiếng Tây Ban Nha. Nó có những cái gì nhỏ nhỏ khác? Dạ, nó vẫn khác. Giống như cô nói, tiếng Bắc, tiếng Trung, tiếng Nam. Và trả lời cái câu hỏi cô hồi nãy có khó hay không? Trả lời là có và không. Bây giờ mình nói dễ trước đi. Nó dễ là về mặt đừng phát âm. Đừng nạp lòng chiến sĩ. Dạ, nó dễ về mặt phát âm. Vì tiếng Tây Ban Nha họ chỉ có 5 cái nguyên âm thôi. A, E, I, O, U. Mà cô nghĩ đi, A, E, I, O, U là 5 cái nguyên âm mà tiếng Việt cũng có. Tiếng Việt có 11 nguyên âm, tức là mình có nhiều hơn. Thì cô tưởng tượng là khi mình đi từ một cái hệ thống nhiều qua cái hệ thống ít á, thì nó phải dễ. Nhất là cái hệ thống ít đó nó có 5 cái nguyên âm mà nó đã nằm trong tiếng Việt rồi.
A E I O U, thành ra tôi nghĩ và tôi kinh nghiệm, tôi có dạy một lớp tiếng Việt cộng đồng ở trung tâm điều ngữ đó, các vị cao niên học họ thích lắm, là mà tôi thấy họ học đọc tiếng Việt rất tiếng Tây Ban Nha rất là dễ, là tại vì nó giống tiếng Việt. Thì một câu thì mình nói là tôi có một cái căn nhà rất lớn, thì nó là tengo una casa muy grande, thì có thể tengo una casa muy grande, thì nó cũng chân phương như tiếng Việt á. Có viết sao đọc vậy không ạ? Gần như vậy. Oh. Rất là ít ngoại lệ. Cái đó là điểm dễ. Đó là điểm dễ. Điểm khó là văn phạm chia động từ. Ồ, cái này chắc khó nhất là văn phạm của Pháp không ạ? Mà nó chia động từ còn biến hóa nhiều hơn tiếng Pháp nữa. Về mặt chia động từ đó, chứ còn về mặt văn phạm nói chung thì đó là chuyện khác. Ví dụ như cô thấy tiếng Việt mình không có chia động từ, phải không? Tôi đi, anh đi, nó đi, chúng ta đi, tất cả mọi người cùng đi. Nhưng mà nếu mình xin phép được chia động từ đi cho tiếng Tây Ban Nha để quý vị và cô An Miên thấy là nó mất công như thế nào. Cái động từ đi mà nguyên mẫu nó là ir, thì yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Sẽ nói là voy, vas, va, vamos, vais, van. Tức là sáu cái dạng khác nhau, còn mình đi đâu cũng là đi hết. Thành ra cái đó là cái thử thách cho người học tiếng Việt. Trong khi nếu mình so sánh với chia động từ tiếng Pháp á, động từ tiếng Pháp nó có thể viết khác nhưng mà nó đọc giống lắm. Thành ra rốt cuộc á, tiếng Pháp chia động từ có vẻ ít hơn là tiếng Tây Ban Nha. Nghe vậy đã sợ rồi. Vâng, cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau 10 phút cho phần thông tin thương mại. Về vấn đề mà tiếng Tây Ban Nha, thật ra là ở Nam Cali chúng ta, nước Mỹ đó, tiếng Tây Ban Nha An Miên nghĩ là nó cũng rất là thông dụng. Tự vì nhiều khi nhìn thấy mấy bác làm vườn rồi những cái shopping mà An Miên đi đó, mà ai mà biết được tiếng Tây Ban Nha, hay cả công việc trong sở cũng vậy, nó đều là gọi là mở cửa cho những người biết thêm tiếng Tây Ban Nha, tức là họ có thêm cái cơ hội được nhận vào công việc đó, mở rộng cho họ và lương nó cũng rất là good, là tốt. Và cái điều đó mà An Miên muốn hỏi giáo sư về vấn đề dạy tiếng Tây Ban Nha đó, thì từ trước tới giờ bao nhiêu năm mà giáo sư giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, thì giáo sư thấy là có một nhận xét chung chung nào là cái vấn đề, chẳng hạn như cái người mà có nguồn gốc bên châu Mỹ Latin, hoặc là cái người mà gọi là gốc Việt hay là gốc Tàu, gốc Hàn, gốc Nhật, Á Châu, nhưng mà lại đất nước khác nhau, thì những cái người mà học giỏi á, nó hay rơi vào những người ở gốc nào ạ? Ý anh Miên muốn hỏi là gốc gác của mình nó có ảnh hưởng cái vấn đề phát âm hay không? Tại vì anh Miên thấy rõ ràng là người Nhật mà nói tiếng Anh dù có giỏi chăng nữa khó nghe lắm. Người Trung Hoa cũng vậy, họ nuốt đi một vài cái âm gì đó. Mà trong khi anh Miên thấy rõ ràng người Việt nói tiếng Anh á, thì lại dễ nghe. Trong câu hỏi của cô nó có cái câu trả lời nó ẩn ở trong đó rồi, cô biết làm sao không? Tại vì cô nhắc tới cái chuyện nó có ảnh hưởng tới cái vấn đề phát âm hay không. Thì nếu như là người Việt mà học, người gốc Việt mà học tiếng Việt, hay là người gốc Mễ mà học tiếng Tây Ban Nha, chúng ta nên gọi là tiếng Tây Ban Nha, đừng nên nói là tiếng Mễ nha. Vâng, tiếng Tây Ban Nha. Thì cái lợi điểm là phát âm, tức là phát âm nó rõ ràng vì ảnh hưởng của cha mẹ mình phát âm đã giỏi từ ở nhà rồi, thì cái lợi là về phát âm. Nhưng mà ngược lại cái điều này mới thú vị. Cái người mà giỏi về văn phạm cái tiếng đó phải là cái người không phải gốc đó. Tức là họ học văn phạm một cách khách quan. Còn khi mình nói tiếng của mình á, mình chẳng hiểu văn phạm của mình là cái gì cả. Cái đó là một cái điều rất là phổ thông là, mà cũng là khá là thú vị. Tức là như cô với tôi nói tiếng Việt thì chúng ta nói rất là lưu loát. Chúng ta có thể là dùng chữ đúng, chúng ta có thể là dùng chữ hợp thời, hợp cảnh. Nhưng mà nhiều khi nếu không phải là người nghiên cứu hay là giảng dạy đó, hỏi tại sao mà dùng cái chữ đó mà không dùng chữ khác, thì có khi chúng ta lúng túng, chúng ta trả lời không được. Mà đó là vấn đề văn phạm.
và thói quen khác nhau. Dạ, văn phạm và thói quen khác nhau. Cảm ơn cô đã nói những cái điều đó lên. Thì khi tôi giảng dạy trong lớp, tôi để ý, thí dụ như trong lớp tiếng Tây Ban Nha của tôi, thì cái người giỏi văn phạm phải là sinh viên người Việt hoặc là sinh viên người Mỹ, chứ chưa có nhất thiết phải là sinh viên gốc Mỹ Latin. Dĩ nhiên là cũng có nhiều sinh viên gốc Mỹ Latin họ giỏi tiếng văn phạm, nhưng mà cái điều đó không phải là cái điều tự nhiên. Cái điều tự nhiên là từ sinh viên mà không phải gốc Mỹ Latin. Tại vì họ học văn phạm từ đầu, họ làm quen với những cái quy luật từ đầu thì họ giỏi. Còn cái người mà nói rồi á, bắt họ học là đi lùi lại học cái luật á, nó kỳ lắm, giống như là con trâu đi trước cái cày đi sau vậy. Có phải là vì cái tánh của loài người, con người đó, thấy cái gì quen rồi á thì mình không để ý. Đúng vậy. Đúng và mình vậy. Lại gọi là bên tiếng Anh gọi là easy, tức là mình cho nó rất là dễ rồi, yeah, mình không quan tâm. Ồ, yeah. Mình người Việt mà học chi tiếng Việt, nhưng mà thật ra nhiều người Việt mà nói tiếng Việt không đúng. Và nhà giáo sư nói, còn khi người ngoại quốc khi họ học á, họ chú tâm, họ tỉ mỉ và ham học, học chính xác. Thí dụ như nói một đưa ra một câu rất là đơn giản trong tiếng Việt. Thí dụ mình nói là tôi tên Trí, hay là tên tôi là Trí, xin lỗi nói lại, tôi tên là Trí và tên tôi là Trí, tôi tên với tên tôi, tức là mình nói cách nào cũng được phải không? Nhưng mà nếu dùng văn phạm để mà cắt nghĩa đó, thì hai cái câu đó, cái cấu trúc nó khác nhau như thế nào? Có thể là một người Việt không có thể giảng nghĩa được. Chị nói ô tôi nói gì, tên tôi với tôi tên khác nhau như thế nào, anh hỏi chị cho nó rắc rối vậy. Giờ nếu mà giáo sư dịch cái câu đó qua tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha thử coi như thế nào. Tôi tên là, như là thật ra cái câu mình mà nói là chỉnh là phải nói là tên tôi là Trí. Tên tôi. Thật ra mà mình bỏ một chữ nữa là tên của tôi là Trí nữa, phải không? Bây giờ nếu viết ra tiếng Anh thì là my name. My name is Trí, phải không ạ? Chứ không phải là Trí is my name. Dạ, không phải vậy. Nhưng mà tôi tên là Trí, tôi thấy cái đó nha. Hình như là cái câu này nó rất là khó, không có dịch được. Và có cái cấu trúc của cái tôi tên là nó kỳ lắm. Nếu mình dịch từng chữ tôi là ai mà tên là name. I am. I name. Như là I, gì nó nói admin đi, I am admin. Thì nghe nó có kỳ không ạ? I am thì phải nói là tôi là thôi, chứ đâu có tên trong đó, cơ thấy không? I am, đúng rồi. Thành ra tôi tên là nó kỳ lắm á. Nhưng mà mình nói trong tiếng Việt mình vẫn tôi nói là tiếng Việt mình vẫn nói thoải mái. Mình vẫn nói thoải mái mà bảo là phân tích văn phạm mà phải tìm cách để mà cái đó có thể giải quyết được chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta cũng không có thời giờ để bàn cả chuyện đó. Chúng ta chỉ thấy là giữa hai cái cách nói đó, tên tôi là nó có lý hơn. Và mình cũng cần phải biết, tôi giảng bài cho các em học tiếng Việt đó, chữ của mình bỏ đi nhiều lắm. Thay vì nói mẹ của tôi, mình kêu là mẹ tôi. Đúng rồi. Tên của tôi thì thành dòng. Tên tôi. Nhưng mà cô của Lan á, mà mình cắt chữ của đó, nó có thể gây vấn đề. Cô Lan. Cô của Lan là khác mà cô Lan là khác. Lúc đó cô nó thành miss hay là aunt. Nó nhiều chuyện vui lắm cô. Mà khi càng dạy tiếng Việt, tôi càng thấy là có những cái nhỏ đó đó mà học trò hỏi mình á, mình mới nặng óc ra mình suy nghĩ và giải thích cho các em. Vâng. Vâng, có lẽ là phần tiếng Việt ha, để chốc nữa chúng ta sẽ bàn tới. Bây giờ An Miên muốn hỏi thêm về phần tiếng Tây Ban Nha. Và lý do tại sao? Vì An Miên thấy rõ ràng tiếng Tây Ban Nha là được, như nãy giáo sư nói, là một cái thứ tiếng phổ biến đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Và người ta nói ngay cả Liên Hiệp Quốc bây giờ đó là cũng đã chấp nhận tiếng Tây Ban Nha và có sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong Liên Hiệp Quốc. Và đồng thời rõ ràng trở lại lịch sử của thế kỷ 16-17, Tây Ban Nha cũng là một đại cường quốc và cũng là một, gọi là bắt tay với Pháp, bắt tay nhiều nước, góp viễn chinh đi gọi là đế quốc, đi gọi là thu nhập những cái gọi là thực dân hóa nhiều nơi lắm. Và Việt Nam của mình á, cũng là ở cái như năm 1950 mấy á, là ngay Đà Nẵng, tức là liên quân viễn chinh của Pháp và Tây Ban Nha cũng là bắn súng cà nông vô ngay chỗ cảng Đà Nẵng của chúng ta. Và mình thấy lịch sử của nước Tây Ban Nha đó nó rất là phải nói là vững mạnh á. Nhưng mà sau cái thế kỷ 17 ấy, thì dần dần với sự tàn lụi dần, những đế quốc khác lại trỗi lên. Thì chính vì vậy mà tiếng Tây Ban Nha nó rất là phổ biến. Ngoài thế, Amin muốn hỏi tới văn hóa và cái vấn đề mà con người ấy, của Tây Ban Nha. Amin nghĩ là, Amin thấy rõ ràng những cái cô gái mà nước Tây Ban Nha đó, hay là những anh chàng đó, không phải là anh chàng đấu bò đâu ạ, nhưng mà nhìn thấy rất là đẹp.
Amin có mấy người trong gia đình cũng đi Tây Ban Nha chụp hình, Amin thấy đẹp lắm. Và những cái món quà souvenir kỷ niệm mua về, những cái đồ sành sứ của Tây Ban Nha cũng rất là đẹp và tinh tế. Dạ, đúng vậy, về mặt văn hóa và cô nhắc tới chuyện thuộc địa đó, thì cô thấy là chúng ta thấy là đế quốc Tây Ban Nha hồi xưa họ chiếm nhiều nơi trên thế giới lắm, một số ở châu Phi và phần lớn là ở châu Mỹ Latin. Cô thấy gần hết cái châu Mỹ Latin là bây giờ nói tiếng Tây Ban Nha, trừ cái nước lớn nhất là Brazil thì lại nói tiếng Bồ Đào Nha. Thành ra hai cái nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ngày xưa cứ chia nhau mà đi chinh phục thế giới. Đặc biệt là ở Á Châu thì Tây Ban Nha có tới không? Xin thưa là có, họ đã chiếm nước Philippines 500 năm. Ngay cả cái tên của nước đó nó cũng đặc biệt, Philippines có nghĩa là tên của ông vua Philip. Mà ông Philip là một trong những ông vua của Tây Ban Nha. Và cái 500 năm quý vị nghĩ đi, nhiều hơn 100 năm của Pháp ở Việt Nam, phải không? Thua 1.000 năm Tàu ở Việt Nam, nhưng mà 500 năm cũng nhiều lắm. Đủ để cho cái tên nước đó là tên của một vị vua tiếng Tây Ban Nha. Và phần lớn các họ của người Philippines là họ Tây Ban Nha. Cô thấy không? Thí dụ như cô có một người bạn mà cái họ của họ là Mendoza hay là Valdez, mà họ không phải là người Mẻ chẳng hạn. Thì nếu không phải Mẻ mà lại tên là Tây Ban Nha thì chắc là phần lớn là người Philippines. Yeah. Có một cái câu này nó hơi ngoại lệ, nhưng mà Amin cũng phải nói, thả nào hoa hậu Philippines nó có nhiều cô đẹp quá đi, Amin nghĩ là mang dòng máu. Vì vậy là cái ví dụ của cô không có gì là ngoại lệ cả, nó dính líu tới cái vấn đề chúng ta đang nói là đó là sự pha tạp của dòng máu Tây Ban Nha và dòng máu ở Philippines. Đúng vậy, họ được hoa hậu. Hay quá, có một sự trộn lẫn lên là đẹp. Dạ, như người Thái bây giờ đó, cũng có nhiều người phải nói là Thái che trắng rất đẹp. Đẹp một đích đẹp gọi là rất là lạ lùng và kỳ bí. Nhưng mà cái quy luật tự nhiên chúng ta biết là cá lớn nuốt cá bé. Thì thí dụ như Tây Ban Nha là ỷ mình con cá lớn đi nuốt mấy cái con cá bé để biến họ những cái nước đó thành thuộc địa. Thì một con cá lớn hơn nó cũng nuốt cái con cá lớn này. Thì tại sao tôi nói như vậy? Tại vì người Ả Rập đó đã cai trị nước Tây Ban Nha cũng 500 năm. Chính vì vậy trong tiếng Tây Ban Nha có rất nhiều tiếng Ả Rập ở trong đó. Thí dụ như trong tiếng Philippines, tức là tiếng Tagalog đó cô, Tagalog đó, có rất nhiều tiếng Tây Ban Nha ở trong đó. Ngược lại, tiếng Tây Ban Nha thì lại có rất nhiều tiếng Ả Rập ở trong đó. Thành ra cứ cá lớn nuốt cá bé, rồi cá bé nuốt cá bé hơn. Thế. Không biết cá nào nuốt tôm tép. Vâng, vì như vậy thì đối với tất cả những người mà có tuổi như Amin chẳng hạn đi, hoặc là những người trong thế hệ 40, 50, 60 tuổi, 70 tuổi, bây giờ học tiếng Tây Ban Nha có phải là muộn màng không ạ? Dạ không có, tôi không nghĩ là bao giờ là muộn màng cả. Tuy mình phải chấp nhận một cái sự thật, một cái thực tế là mình lớn rồi thì mình thu nhận vào nó cũng chậm hơn các em trẻ. Người trong ngành ngôn ngữ học người ta nói là tuổi mà học một cái ngoại ngữ mà lý tưởng nhất mà để không có cái accent đó, học cho nhanh đó, thì cho tới 16, 17 tuổi là chấm dứt. Trước đó cho đến 16, 17 tuổi và thật sự chấm dứt lúc nào thì nó thay đổi theo từng cá nhân. Nhưng mà cỡ đó nó kêu là critical period, tức là cái thời kỳ quan trọng. Đó. Còn sau đó thì chúng ta học chậm hơn và chúng ta sẽ bị cái accent. Thí dụ như tôi học tiếng Tây Ban Nha là sau cái thời kỳ đó rồi, thì dĩ nhiên bây giờ tôi nói tiếng Tây Ban Nha cũng có accent, tôi nói tiếng Anh cũng có accent, ai cũng vậy. Accent nhiều hay accent ít là chuyện khác. Chứ phải có. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không học được. Thành ra nếu cô có dự định toàn tính cái gì đó thì không sao. Dạ thưa giáo sư, còn cái vấn đề về như là học tiếng Tây Ban Nha, giáo sư có nghĩ rằng là con người ta có nhiều người sinh ra có khiếu ngôn ngữ hay không? Cùng đi học với nhau nhưng mà trong lớp tự nhiên có cái cậu này, cô này tự nhiên nổi trội lên hoặc là nói hay hơn những người khác. Cô dù là không? Cùng một gốc dân tộc. Người đó là tôi đây. Tôi có khiếu ngôn ngữ nhưng mà bù lại tôi dốt toán lắm. Thành ra tôi nghĩ đó là một cái luật bù trừ. Nhưng mà ngược lại tôi thấy như thế này, bạn bè tôi những người nào giỏi toán thì đâm ra cũng giỏi ngôn ngữ luôn. Nhưng mà thường thường những người có khiếu về ngôn ngữ lại không giỏi toán. Cái đó là tôi rút kinh nghiệm và trong bạn bè của mình. Thì tôi cái theo cái suy luận của tôi là như thế này. Người giỏi toán đó, họ dùng cái kiến thức khoa học của mình để phân tích ngôn ngữ, thành ra họ giỏi ngôn ngữ. Mà không có cái sự ngược lại. Người nào học ngôn ngữ được như tôi đó, trời ơi, cô phải tưởng tượng cái ra cái hình ảnh của tôi trong một cái lớp toán, tội nghiệp lắm kìa. Nên không có sợ lắm.
Thì có cái chuyện có khiếu đó cô. Có chuyện có khiếu. Rồi vấn đề đó, chẳng hạn như là các em trong mùa nhập học này đó, trong về các em mà ghi danh học những trường cao đẳng hoặc là những trường đại học, thì nhưng trong cái môn đầu tiên là những môn gọi là tự chọn á, học tổng quát, thì chắc chắn là các em có thể chọn học tiếng Tây Ban Nha được phải không ạ? Dạ, tại vì trong hệ thống đại học của Mỹ đó thì họ có cái foreign language requirement, tức là nó nằm trong cái phần như nãy tôi nói là GE, tức là học phải toán rồi logic rồi thế này thế kia, thì trong đó có phần ngoại ngữ. Thì ví dụ như ở trường UC Irvine đó, những em mà học ngành vật lý chẳng hạn thì bắt buộc phải học một năm tiếng bất cứ thứ tiếng nào, kể cả tiếng Việt. Tiếng Việt cũng được kể ngang hàng với các thứ tiếng khác, một năm. Nhưng mà nếu em đó mà học về ngành văn khoa đó, ví dụ như lịch sử hoặc là tiếng Anh hoặc là ngoại ngữ thì phải hai năm. Thành tùy cái ngành chính của mình. Ngành mà ngành về khoa học thì một năm ngoại ngữ, còn ngành về văn khoa mà bây giờ ở Việt Nam gọi là nhân văn đó, thì hai năm. Và nếu học ở dưới high school nhiều đó thì lên họ bớt được một tí. Vâng, thưa giáo sư, vậy thì đây là kinh nghiệm những năm đi dạy, thì trong kinh nghiệm những cái thời gian mà giáo sư dạy tiếng Tây Ban Nha ở trong trường đại học đó và trường cao đẳng, thì có những cái câu chuyện gì mà khiến giáo sư ghi nhớ không? Như chẳng hạn là hồi đó đó An Minh cũng có một người quen trong gia đình thôi, tức là cái anh đó anh dạy đại học toán ở bên Úc, thì anh nói anh không ngờ một trong những sinh viên mà học ở anh đó, ông ta đã là giáo sư toán ở cái nước cũ rồi mà ông ta qua đây rồi qualify học lại. Thành ra mình là thầy giáo dạy toán mà đi dạy ngay một người đã từng là một thầy giáo dạy toán, thì không biết giáo sư có trong trường hợp đó hay không ạ? Tại vì An Minh hình như nhớ không, An Minh lên cái website Hồng Trần nhìn lại, Hồng Trần phôi pha, thì An Minh vô tình mới tìm thấy những cái bài chuyện dịch của giáo sư đó. Hình như giáo sư và cái hình như trong cái trang mạng da vàng nữa, thì da vàng không da màu chứ phải không, da màu, An Minh nhớ lầm da màu. Thì An Minh thấy có những câu chuyện mà trong đó hình như giáo sư kể là một trong những người học trò của giáo sư là nhà văn mà viết chuyện hay là viết kịch Tây Ban Nha. Thành ra An Minh nói rồi cái này là thầy mà gặp thầy rồi. Cô biết không, nhà văn đó là người mà tôi sẽ gặp gỡ trong vòng vài tiếng nữa. Nhà văn đó đang dạy ở Cal State Long Beach, là một tôi quen đó, thì hồi xưa trước đây năm 20 thì đã là thầy trò. Anh muốn hỏi lại cái câu chuyện bây giờ là thành bạn đó. Thì chút xíu nữa tôi có hẹn với anh đó, anh là người Cuba. Nhưng mà trở lại với câu hỏi của cô thì cô nói là có kỷ niệm nào? Thì nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà tôi chỉ kịp nghĩ ra một kỷ niệm cho nó vui vui thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi, xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Vâng, thưa giáo sư, vậy thì có những cái câu chuyện, đây không gọi là kỷ niệm nữa mà là những cái chuyện gì mà mình thấy nó hay hay, hoặc là đôi khi nó có thể nó hơi ngậm ngùi để mà mỗi khi nhớ lại trong cái quá trình mà giáo sư giảng dạy tiếng Tây Ban Nha ở đại học và cao đẳng. Dạ, thì trước hết thì cũng xin thưa một điều lý thú, tại vì nhiều khi cô không có đặt câu hỏi, nhưng mà nếu không có cái điều này đưa ra thì nó cũng uổng đi. Dạ vâng. Là như cô nói là trong tiếng Việt mình có nhiều cái cách phát âm khác nhau. Trong những cái bài mà tôi giảng dạy về tiếng Việt, tôi có ví dụ như chữ ra. Trong tiếng Việt thì ngoài Bắc như cô gọi là đi ra, phải không? Vâng. Huế thì bảo là đi ra. Miền Trung xuống dưới một chút thì cứ là đi ra. Rồi đi vào miền Nam thì có khi là đi ra. Rồi xuống miền Nam nữa là đi ra, phải không cô? Thì nó có một chữ mà nào là ra, rồi ra, rồi ra, rồi ga. Thì tiếng Tây Ban Nha nó cũng vậy. Thí dụ như tôi đơn cử một chữ ở trong tiếng Tây Ban Nha là chữ con đường, tức là street. Thì tiếng Tây Ban Nha mà nếu nói ở chính gốc đó, họ đọc rất là công phu, calle, calle, calle. Nhưng mà qua tới Mễ đó, họ đơn giản hóa đi, họ kêu calle. Cô có thấy cái rõ ràng là cái khác nhau. Tôi xin phép được đọc lại cái cách đọc công phu, phát âm công phu của người Tây Ban Nha chính gốc, họ đọc là calle. Calle. Qua tiếng Mễ, calle.
thẳng cái lưỡi hơn. Thẳng cái lưỡi hơn. Xong rồi xuống những nước như là Argentina thì họ lại nói là cachet. Nó thay đổi hẳn rồi cô. Cachet với cachet. Tôi còn đây là kỷ niệm đi học của tôi chứ không phải là đi dạy. Rồi chút xíu tôi xin phép và nói về đi dạy sao. Hồi đó tôi học chung với một cô đi học ở UCI, thì học chung với một cô bạn. Cổ là người Đài Loan nhưng mà cổ sanh ra ở Argentina. Tức là cổ nói được ba thứ tiếng là tiếng Tàu, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha lưu loát hết. Thì tôi học bài chung với cổ. Một hôm cổ nói chữ gì ha? Chẳng hạn đi là chữ ca xè đi. Thì tôi nói ủa chữ này chữ mới quá vậy? Tôi không, ca xè là cái gì? Cổ mới viết ra, tôi nói ố cái chữ này là chữ ca dê mà sao cô đọc ca xè? Thì mình mới biết là cái cách đọc của cổ nó làm cho mình không có nhận ra cái chữ đó. Thì đó là cái kỷ niệm về đi học. Còn qua kỷ niệm đi dạy thì nhiều lắm, mà tôi chỉ nhớ một điều là hồi đó tôi học ở UCLA thì họ cho mình làm TA, Teaching Assistant, nhưng mà gọi là Teaching Assistant nhưng mà mình vẫn tự dạy lớp mình chứ mình không có phụ ai hết. Thì hồi đó dạy thì rất là hồi hộp vì mình mới có tốt nghiệp đại học mà lên họ đó gọi như bắt cóc bỏ dĩa. Mới có 3 tháng hè trước mình còn ngồi trong lớp để mình học tiếng Tây Ban Nha. 3 tháng hè sau á mình phải đứng trên lớp mà mình dạy. Mà họ buộc là phải nói tiếng Tây Ban Nha 100%. Ngày thứ nhất của lớp 1 cũng phải nói. Thì tôi dạy được một thời gian ngắn thì một hôm có cái cô đó, cô bước vào, cô hỏi lớp này dạy tiếng Tây Ban Nha thuộc về nước nào? Ý là cô nói là Tây Ban Nha chính gốc hay là Tây Ban Nha ở Mỹ hay là Tây Ban Nha ở Cuba? Cái tôi mới trả lời là cái lớp này dạy tiếng Tây Ban Nha không có đặc biệt của lớp nào hết, của nước nào hết, mà là một cái sự tổng hợp mà dựa theo cái sách giáo khoa và những cái phát âm căn bản mà sách giáo khoa đề nghị, chứ không phải cái kiểu ca dề, ca dề, ca xè, ca rè gì đó. Có ít nhất là 4-5 cái cách đọc cái chữ đó đó cô. Thì tôi trả lời cho cô đó là đại khái là tôi trả lời đây là một cái thứ tiếng Tây Ban Nha tạm gọi là tiêu chuẩn, có thể hiểu được trong 21 nước chứ nó không có nghiêng về nước nào hết. Nhưng mà ý hình như cô đó cũng thích học cái tiếng Tây Ban Nha kêu là Castellano hay là Espanol Peninsula là chính quốc đó. Thì cổ quay ra cô nói đại khái là cô không có học nữa. Thì đó là một cái kỷ niệm, mình đứng đó mình cũng cảm thấy hơi bẻ bàng. Tức là giống như là cổ chê không có thích học cái thứ tiếng mà mình đang giảng dạy vậy. Làm anh Minh chợt nghĩ tâm hồn anh uống giống như là đến một tiệm phở hỏi nấu theo phở Bắc, phở Nam hay phở Trung. Ví dụ đó nó rất là dài. Hay là phở Hà Nội. Hay. Dạ vâng, còn hỏi như vậy thì mới học. Hoặc là phở nào thì mới gọi mới ăn. Dạ vâng. Và nhắc tới tiếng Tây Ban Nha thì đồng thời cũng biết là giáo sư cũng dạy cả tiếng Việt trong trường đại học. Vậy thì cũng giống như là dạy tiếng Tây Ban Nha thì giáo sư thấy là giữa dạy tiếng Tây Ban Nha và dạy tiếng Việt, giáo sư có thấy một cái sự khác biệt nào khi giáo sư phải dạy hay không? Khác biệt đây là không phải nói về ngôn ngữ mà nói về cái cảm xúc. Chẳng như An Minh á, mà đọc một cái gì đó mà bằng tiếng Việt á, thì mình hào hứng hơn bởi vì mình có gốc rồi. Hoặc là đi qua chuyện tiếng Anh thì cũng hào hứng đó, nhưng mà chuyện có một cái thứ tiếng mà mình mới học á, thì An Minh lại cảm thấy mình loạn choạng. Thì bây giờ giáo sư là một vị là đã đứng lên dạy, thì trong khi mà dạy hai cái môn ngoại ngữ đó, vì giáo sư ở đây là người ta không consider giáo sư, không coi giáo sư là người Việt hay người gì, mà chỉ biết là thầy dạy ở Mỹ, dĩ nhiên là phải coi giáo sư là người nói tiếng Anh. Thì giữa hai cái ngoại ngữ đó biến thành ngoại ngữ thì giáo sư thấy như thế nào? Dĩ nhiên là tôi vẫn có cái xúc cảm nó mạnh hơn khi dạy tiếng Việt. Tại vì khi tôi dạy cho các em đó, tôi thấy như tôi là một phụ huynh của các em. Và tôi giúp các em tìm hiểu cái ngôn ngữ mà các em đang học. Mà cái ngôn ngữ đó các em đã có sẵn rồi. Và tôi đưa văn hóa Việt vào rất là nhiều. Thành ra khi các em học á, các em có cảm tưởng, mà đó là điều các em thường dùng để mà phê bình nhận xét tôi cuối mùa đó. Các em nói chứ là khi tôi đến cái lớp tiếng Việt của thầy Trí, tôi nghĩ là tôi chỉ học tiếng Việt thôi, nhưng mà thật ra là tôi học rất nhiều văn hóa Việt. Mà nghĩ cho cùng á, tôi thấy tôi đưa văn hóa vào còn nhiều hơn là ngôn ngữ nữa. Thì khi mà các em thấy vui và kêu bằng là relate, tức là cảm thấy hiểu được cái văn hóa Việt á, thì các em học tiếng Việt nó nhanh hơn. Và tôi với cương vị là thầy giáo mà cũng là như là cha mẹ của các em ở nhà đó, thì tôi nghĩ là cái điều đó nó mang lại tôi nhiều xúc cảm và nhiều động lực và nhiều hứng khởi để dạy tiếng Việt cho các em hơn.
Và hiện tại á, là những cái môn, những cái lớp học của thầy về tiếng Việt á, thì là đại đa số là những sinh viên có gốc gác như thế nào ạ? Gốc gác đây là gốc gác về ngôn ngữ đó nha. Gốc gác về ngôn ngữ thì đa số các em á, là gốc Việt. Nhưng mà một phần lớn các em học ngoại ngữ ở trường, ở high school trước khi lên đại học á, là các em học Tây Ban Nha hay là Pháp. Có các em học tiếng Tàu nữa, Nhật nữa, tiếng Hàn nữa. Nhưng mà đa số là Spanish. Đó là gốc gác về ngôn ngữ. Thì cái điều này nó thay đổi theo thời gian. Hồi trước khi tôi bắt đầu dạy ở UCLA năm 2000 á, tôi hỏi các em học tiếng Việt làm gì? Các em nói học để nói với bố mẹ. Dễ thương á. 20 năm sau tôi hỏi các em học tiếng Việt để làm gì? Các em trả lời tôi học, em học để nói chuyện với ông ngoại, bà ngoại. Thời gian. Nên đổi thế hệ rồi. Cái tôi mới hỏi các em như vậy. Tôi tưởng tượng nếu mà tôi còn dạy được 10-15 năm nữa, tôi hỏi học trò, thì các em học tiếng Việt không biết để nói với ai nữa. Dạy con mình. Dạ chắc đúng là không còn hướng về quá khứ nữa mà hướng về tương lai. Vâng, để giữ lại cho con mình. Thì các em đã biết được tiếng Anh. Các em đã biết được một ngoại ngữ khác là tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha. Và các em đang học tiếng Việt, mà tiếng Việt các em cũng đã biết rồi. Thì theo như là một người nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ như chúng tôi, như các đồng nghiệp chúng tôi cũng biết đó, càng biết nhiều ngoại ngữ, càng biết nhiều ngôn ngữ, thì cái việc mình đang học một ngôn ngữ nào ở hiện tại nó càng tiến triển khả quan hơn. Nó giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như trong khi dạy các em về tiếng Việt, tôi vẫn so sánh với tiếng Anh, rồi tôi so sánh với tiếng Tây Ban Nha, vì các em biết tiếng Tây Ban Nha mà. Lâu lâu tôi hỏi em nào xưa học tiếng Pháp thì cũng giơ tay. Thì càng ngày tôi càng thấy tiếng Việt mình á, nó giống tiếng, một có khi thì nó giống tiếng Anh, có khi thì nó giống tiếng Pháp, có khi thì nó giống tiếng Tây Ban Nha hay lắm. Ví dụ như tôi nói tiếng Anh, tiếng Việt mình chưa là tại sao, thì cô thấy tiếng Anh là why, hai bên nó không có giống nhau, một bên có một chữ thì sao hai bên tiếng Việt tới hai chữ. Nhưng mà trong trường hợp đó thì tiếng Việt là giống tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, thì quý vị biết đó, tại sao trong tiếng Pháp là pourquoi và tiếng Tây Ban Nha là porque. Por là tại và que là sao. Cô thấy không? Yeah. Là tiếng Việt là tại thì tiếng Tây Ban Nha là por. Tiếng Việt là sao thì tiếng Tây Ban Nha là que. Rõ ràng là trong cái trường hợp này, tiếng Việt với tiếng Tây Ban Nha nó khớp với nhau 100%, mà nó không khớp với tiếng Anh. Tiếng Anh chỉ có why, mà không biết tại sao why. Why là sao? Phải không? Không có giảng nghĩa được, nhưng mà por có nghĩa là vì, mà là tại. Còn que là sao hay là gì đó. Thành ra trong khi tôi giảng dạy tiếng Việt cho các em, tôi luôn luôn so sánh chỗ nào mà giống tiếng Anh, tôi so sánh ngay để các em hiểu nhanh hơn. Chỗ nào giống tiếng Tây Ban Nha, chỗ nào giống tiếng Pháp. Nhưng mà tôi phải hỏi trong lớp đó, nếu không có ai học tiếng Pháp thì tôi không so sánh làm gì. Hay là lớp đó không có ai học tiếng Tây Ban Nha, tôi cũng không có mất thời giờ so sánh. Trước hết tôi phải hỏi. Thường thường là đầu mùa tôi hỏi em nào đã học các thứ tiếng khác. Hay là có em nói tiếng Đại Hàn, tôi nói tiếng Việt mình kêu cảm ơn, thay vì nói cảm ơn mình kêu cảm tạ, phải không ạ? Dạ vâng. Thì Đại Hàn, người Đại Hàn kêu là kham sa ham ni đà. Kham sa của họ là cảm tạ đó. Vâng, đó. Thành ra, thế mà nó giống là mình phải so sánh ngay để các em nói tiếng đó hiểu nhanh, hiểu ngay. Vâng, anh mình cũng có đứa cháu nội, cháu gái, nó nói tiếng Hàn như vậy đó, từ bạn nó gốc Hàn. Anh mình gặp nó là cứ dùng cái câu đó để chọc nó không? Mà trong đó là có chữ cảm tạ, mình biết kham sa, anh mình cũng chọc chọc vậy đó. Kham sa ham ni đà. Vâng, vậy khi mà giáo sư nói là giáo sư dạy tiếng Việt á, thì giáo sư, nhiều khi giáo sư cảm giác là giáo sư dạy học trò về văn hóa Việt nhiều hơn là ngôn ngữ Việt. Bởi vì văn hóa và ngôn ngữ nó đan quyện với nhau. Dạ vâng. Vậy thì tiếng Tây Ban Nha nó cũng có như vậy không ạ? Dạ vâng, có chứ. Nhưng mà thiệt ra là như vậy. Tôi dạy tiếng Tây Ban Nha nhưng mà tôi đâu có được sống ở những cái nước nói tiếng Tây Ban Nha đâu. Thành ra cái vốn liếng văn hóa của tôi nó có đi nữa cũng qua sách vở thôi. Yeah. Nó không có qua thực tế. Thành ra cái đó, nó cái phần mà tiếng về văn hóa đó, nó không có thể so sánh được với cái cách tôi dạy văn hóa tiếng Việt. Cái đó phải nói thật. Tôi dạy tiếng Tây Ban Nha, mà nhất là ngôn ngữ học tiếng Tây Ban Nha, tức là Spanish Linguistics, nó vô cùng là khô khan. Nó làm cho học trò phải căng đầu lên mà học luật lệ. Thành ra phải nói thật là cái phần văn hóa đó, tôi dùng không có nhiều. Tôi chỉ dám cái này thì tôi làm được, là tôi so sánh được các phát âm của từng vùng. Hay là văn phạm của từng vùng. Văn phạm của tiếng Tây Ban Nha ở Tây Ban Nha nó khác với văn phạm tiếng Tây Ban Nha ở Mễ chẳng hạn. Cái đó tôi so sánh được.
hay là cái chữ nào dùng ở tiếng Tây Ban Nha, qua thí dụ ngoài Bắc thì kêu là quả, trong Nam kêu là trái chẳng hạn, quả na thì trong Nam kêu là trái mãng cầu, thì cái chuyện đó tôi cũng có thể làm được đối với tiếng Tây Ban Nha. Tức là vẫn là văn hóa nó nhẹ, tức là nó khác nhau về từ ngữ, về phát âm, về văn phạm theo từng miền, từng vùng, từng nước. Cái đó tôi làm được. Nhưng mà nói sâu về văn hóa là phong tục, tập quán rồi cái đó thì tôi không dám. Vâng, và Amin có thấy, một lần Amin thấy ở trên YouTube á, giáo sư dạy người Việt á, cái bài hát tiếng Tây Ban Nha, Besame Mucho, không biết Amin có phát âm đúng không? Vì Amin hoàn toàn không biết. Có biết tại sao không? Tôi đã nói là phát âm Tây Ban Nha nó dễ cho người Việt lắm, cô cứ đọc y như cô thấy. Vâng, thì Amin thấy cái cách giảng dạy của giáo sư rất là sinh động, làm cho Amin cũng chợt nhớ rằng là một người thầy giáo mà được học trò khen là oh, it's a great teacher, là thầy dạy giỏi lắm, thầy tài lắm, là cái gì? Thì Amin sẽ có câu trả lời cho quý vị theo Amin, tức là người thầy đã đem được cái cảm hứng, truyền cảm hứng cho học trò. Vậy thì bây giờ đó là cái ý tưởng của Amin. Còn bây giờ Amin mới hỏi giáo sư là cuộc đời, phải nói là cuộc đời của thầy là gắn liền với chữ là thầy giáo rất là nhiều. Vậy thì khi mà giáo sư giảng dạy thì giáo sư nghĩ, Amin biết giáo sư là người rất là cẩn thận, gọi là mẫu mực. Vậy thì cái mẫu mực nào để mà giáo sư muốn mình truyền đạt lại cho học sinh, tức là dạy cho học sinh hiểu môn đó, dạy cho học sinh nói được cái tiếng đó, dạy cho học sinh làm những cái công chuyện liên quan tới ngôn ngữ đó, hay là giáo sư còn có những cái ước mơ nào khác, những cái gọi là thâm ý nào khác, ẩn ý khác, nói ẩn ý thì nó hay hơn, ẩn ý trong cái khi mà giảng dạy? Tôi không thấy mình có cái ẩn ý nào khác hết, và tôi chỉ nghĩ là khi tôi đứng đằng trước lớp để tôi giảng dạy các em á, tôi giảng dạy bằng hết cái trái tim của mình, bằng cái đam mê của mình, và điều đó học trò tôi thấy được. Và học đa số các học trò tôi đều nói là rõ ràng là ông thầy của tôi thích dạy lắm. Thì tôi nghĩ là cái điều đó là điều tôi có thể đồng ý với các em. Tức là tôi không cần phải sửa soạn, chuẩn bị, sắp xếp như thế nào hết. Tôi dạy hết bằng cái tấm lòng của mình, và bằng cái kiến thức của mình, và bằng cái nhiệt tâm của mình sẵn sàng giúp đỡ các em. Và đối với anh Minh cái đó là ẩn ý, tức là dạy rất là sinh động. Bởi vì khi mà giáo sư mà để cho các em cảm nhận được, giống như anh Minh ngày xưa đi học á, có những vị thầy mà chỉ có học có vài tiếng đồng hồ mà anh Minh mà nói cả đời không quên, tại vì thầy truyền cảm hứng. Cái mà dạy gọi là mẫu mực như vậy đó, mà đồng thời dạy hết mình, hết lòng á, thì anh Minh nói cái đó là cái ẩn ý. Tức là truyền lại những cái ngọn lửa đam mê cho cái giới học sinh. Bởi vì biết đâu sau này những cái đám mà ngày xưa ông thầy cứ gọi đám anh Minh là cái đám đầu vịt ngồi dưới, là nước đổ đầu vịt, nói hoài nó không hiểu á. Nhưng mà có những cái con vịt á, nó lại đem truyền tải những cái ngôn ngữ, những cái thông điệp, những gì thầy đã dạy cho những thế hệ sau. Dạ, một điều nữa là khi tôi dạy đó, tôi biết là học là các em ở chán, là thường chán, cho nên mình phải làm cho vui. Thì vô tình càng thời gian càng qua thì tôi lại càng trở nên khôi hài hơn một chút trong lớp cho nó đỡ chán đó mà. Vâng, cái đó hay là cứ kể chuyện vui cười cho các em, nhưng mà những mẫu chuyện tôi kể nó liên quan tới ngôn ngữ. Các em thích lắm. Thì rồi các em mới thi nhau là ô em cũng biết chuyện này, cũng kể. Thí dụ như tôi đăng cử này, tôi nói các em ơi, cái chuyện tôi sắp kể nó là trilingual, tức là nó dính tới ba thứ tiếng lận. Tôi đố các em chứ loại bánh nào mà ba các em không có thích? Loại bánh nào mà ba các em không thích? Thì tôi đã nói trước các em nha, cái câu này nó là ba thứ tiếng dính trong đó đó. Thì câu trả lời là bánh mì baguette. Tức là baguette, mà baguette là tiếng Pháp. Mà mình hỏi bằng, mà tôi hỏi cái đó bằng tiếng Anh. Thành ra mình mới try liên rồi, tôi nói là what kind of bread doesn't your father like? Thì trả lời là he doesn't like baguette. Thành ra vừa tiếng Pháp, vừa tiếng Việt, mà vừa tiếng Anh. Hay quá. Yeah, đó thì đại khái là lúc nào tôi cũng phải sưu tầm những cái đó, không phải là phải, nhưng mà tự nhiên nó đến với mình. Thì mình kể cho các em, thầy ơi em cũng biết một câu, thì em đố lại chứ, đố thầy chứ là what kind of vegetable can climb? Thì trả lời là dưa leo là climbing melon. Thế em dịch đó, đó. Đại khái là những cái loại mà bilingual joke, là vừa Việt vừa Mỹ đó, vừa Anh đó. Thì
có khi là tôi kể các em, có khi là các em kể lại. Thành ra rốt cuộc nó trở thành một cái cuộc thi đua kể chuyện ngôn ngữ vui vui trong lớp. Và cái đó cũng là đem lại cái hứng thú cho các em. Và thưa, rõ ràng đó là một phương pháp sư phạm mà An Miên thấy rất là hay và đáng khuyến khích cho tất cả mọi thầy giáo, cô giáo nên hướng về cái hướng đó. Bởi vì như vậy thì học sinh mới học hỏi và có lẽ sẽ nhớ đời. Như là An Miên nãy vừa nghe xong giờ biết được cái chữ dưa leo và chữ bao gẹt. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an lành.